Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay em có thính chuồng của cái anh khách ở đây. Anh có nhờ ghi hình bán giùm cho anh hai con bò. Ở đây thì bò này thì anh nói anh mua nhưng mà giờ anh không 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 chăm nữa. Nói chung là bò này thì anh mua về anh bán là anh bán với cái giá là ngang ngửa với tiền thịt, anh không bao nha. Để anh chị nào coi mình nếu mà có làm được thì mình liên hệ với em. Ở đây thì anh bán là bán giá ngang mà bán ngang giá thịt đó, là bán bò không bao, muốn bán đứt đoạn cho bà con cô bác anh chị. Cặp bò này cái giá là 41 triệu, hai con bò bự lắm nha, kem Pháp đít nè, anh chị thấy không, 41 triệu nha. Một kem này thì nó khoảng tầm mét 33 tới mét 35, đòn dài ghê lắm, đít hết biết nhận đít không. Thì anh chị coi nào, anh chị nào mà cảm thấy mà bò này vừa cái khung tiền với mình á, hai con này anh bán với giá là 40 triệu. Bò này thì bò đẻ rồi nha, 40 triệu anh chị nào, 41 triệu chứ nhầm, 41 triệu. Chân móng đi đứng cũng hoàn thiện đó. Mà bò này thì anh bán là anh bán không bao, không bao lòi, không bao lú gì hết. Bò này bò bán ngang giá thịt và bán cho anh chị với cái giá là 41 triệu đó. Thì bò thì em thấy cũng sạch sẽ nhưng mà không biết là về cái đường sinh sản của nó thì có đảm bảo hay không, thì cái đó là em không có đảm bảo cho tín chịu của bạn nha. Đó, ăn uống tình trạng nè. Và anh bán này là anh bán giá thịt cho bà con cô bác anh chị để mình mua về mình vỗ béo cũng được, mà mình mua về mình làm thịt cũng được, mà mình mua về mình nuôi tiếp cũng được, nói chung là tùy theo anh chị. Bò thì con này để đo thử của chú anh chị các bạn luôn. Con này khoảng mét 33 cho tới mét 35. Còn con kia trong kia là con bò siêu. Siêu đỏ khoảng mét 3 ha. Con này em đoán chính xác tại phía sau khu của nó là 1 mét 35 á. Bò hết biết con bò. Đây. Chốt giá hai con này giá là 41 triệu. Bò siêu này chiều cao tại phía sau khu để đo thử luôn là 1 mét 1 mét 3 đó, chính xác tôi giới thiệu các bạn 1 mét 3 ha. Và giá của con bò siêu này thì hai con này có giá là 41 triệu chốt giá. Anh chị nào có nhu cầu mua thì mình có thể liên hệ với em ha. Hai một cái để rồi ha. Và giá của nó bán đứt đoạn, bán không bao lãnh gì hết là 41 triệu. Anh chị nào cảm thấy vừa cái khung với mình làm được thì mình liên hệ với em. Và bây giờ em xin mời cho anh chị và các bạn đến nội dung tiếp theo của buổi ghi hình ngày hôm nay. Để tiếp nối cái video đang bán ngày hôm nay thì em có đến đây chuồng của cái anh khách này để em ghi hình và báo giá dùm cho anh con bò 3B. Đây cô chú anh chị và các bạn, trước mắt cô chú anh chị và các bạn là con bò 3B đang mang thai. Con này thì đang mang thai lứa 3 nha cô chú anh chị và các bạn. Đây. Chân móng nè. Đó. Cấp mình của chú anh chị, các bạn nào xem cảm thấy thích muốn mua thì anh chị có thể liên hệ với em. Con này chiều cao tại phía sau khu là nó khoảng tầm mét 3 bò và chân móng là móng sò. Ở đây thì con bò này đang mang thai bao chữa 4 tháng nè. Cấp mình của chú anh chị, các bạn xem bò không phải là bò ốm nha. Đấy. À, chân móng đi đứng hoàn thiện, xe lưng thì nằm đây, xe lưng nằm đây nè. Con này thì chiều cao khoảng mét 3 bò, đang đứng ra xa xa cho chú anh chị các bạn xem nè. Qua thì bự. Và tình trạng của con bò này sẽ được bảo hành bao lòi lú hí tử cung của chú anh chị các bạn nào xem. Mình muốn mua thì mình liên hệ với em. Con 3B bông. 3B này đang mang thai 3B luôn của chú anh chị các bạn nha. 3B mang thai 3B, chữa bao chữa 4 tháng đó. Và giá bán của con bò này thì đang chốt giá với anh chủ nhà thì có giá là 23 triệu. Anh chị nào mà ở gần xa, anh chị có nhu cầu mua thì anh chị có thể liên hệ với em để chúng ta có thể chốt được con bò này. Chân móng nè. À, chân móng đi đứng là hoàn thiện ha. Em kiểm tra thì hoàn thiện. Bò này thì bảo hành bao lòi lú hí tử cung cho anh chị các bạn nha. Thì trong vòng 3 tháng đầu tiên anh chị chúng ta mua về mà nếu như có hiện tượng lòi lú hí tử cung thì anh chị cứ xác nhận qua Zalo số điện thoại này. Số điện thoại 0383 777 696. Để em có thể thu hồi về và hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị của các bạn nha. Đây. Qua nè. Qua khá là to. Chân móng là móng sò. Cấp mình.
Đó, cô chú anh chị bạn, mình có thể liên hệ với em nếu mà cảm thấy thích nó nha. Em đang có mặt tại xã An Ngãi Trung của huyện Ba Tri, đến đây để ghi hình và báo giá dùm cho các anh chủ bò, chú trùng bò ở đây. Một con bò 3B đang mang thai 4 tháng, có giá là 23 triệu. Bò thì chiều cao tại phía sau khu khoảng 1m3 bò nha cô chú anh chị và các bạn nha. Khoảng 1m3. Chân móng đi đứng thì hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì hết. Bò thì đầy đạm, đang mang thai mà, bao chữa nha. Có tình trạng là bò này đẻ rồi thì bên em sẽ bật chế độ bảo hành bao lòi lũ hí tử cung cho anh chị các bạn luôn. Nếu như mà anh chị nào mà chúng ta mua về mà có hiện tượng lòi lũ hí tử cung trong vòng 3 tháng đầu tiên á, thì mình phải thông báo với em, rồi mình chụp hình xác nhận qua Zalo, em thu hồi về và hoàn tiền đầy đủ cho anh chị các bạn. Ở đây thì bò này là bao chữa nha. Thì trong vòng 3 ngày đầu tiên mình mua về, mình cũng phải nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám và thông báo xem con bò này có thai không. Nếu không có thai thì anh chị có thể liên hệ với em để em thu hồi về và hoàn tiền đầy đủ cho bà con cô bác cũng như quý anh chị. 3B, chân móng nè, mình thấy không, chân móng nè, rất là sạch sẽ luôn. Đây thì anh chủ nhà anh tắm rửa vệ sinh, nói chung là cũng khá là sạch sẽ. Anh chị nào mua về nuôi thì nó cũng đỡ cái việc mà chúng ta con bò nó nhát ha. Ở đây nó rất là dạng luôn. Rất là dạng. Nó đang mang thai 4 tháng, bao chữa 4 tháng nha. Giá 23 triệu. Đây cô chú anh chị các bạn. Đó, rất là bóng bẩy. Rồi thì bây giờ em sẽ cập nhật thông tin về chiều cao để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem nè. Mình quyết định cho mình có nên mua hay không. Nếu mà cảm thấy thích muốn mua thì mình có thể liên hệ với em. Con này chiều cao tại phía sau khu của con bò này thì nó khoảng tầm 1m3 đó cô chú anh chị và các bạn. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc cái video đây và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.